Kính thưa quý vị, đáp ứng sự chờ mong từ lâu của quý vị, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị cuốn băng suy niệm số 4 về cầu hồn mang chủ đề Tiễn biệt và cầu nguyện cho người quá cố. Ước mong nhỏ bé của chúng tôi là được cùng quý vị cầu nguyện cho người quá cố, chung tiếng hát để cùng người quá cố cảm tạ, ngợi khen, tôn vinh Thiên Chúa là người cha nhân từ, đầy lòng khoan dung, tha thứ. Xin Ngài thứ tha và đón nhận người thân của chúng ta đã đáp tiếng gọi của Ngài ra đi trước chúng ta, được về cùng Ngài, được Ngài cho hưởng phúc thanh nhàn trên thiên đàng ngàn đời. Đó chính là niềm hân hoan, vui sướng, là phần thưởng quý báu nhất của người ra đi, cũng như hết mọi người còn sống hằng ước mong. Mời quý vị cùng hiệp lòng, hợp giọng, cất lời cầu xin ba ngôi Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ngự đến để soi sáng, sưởi ấm và đốt cháy ngọn lửa yêu mến trong tâm hồn mỗi người chúng ta để cầu nguyện cho người quá cố. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Là Chúa Cha nhân từ, xin rủ lòng từ bi, khoan dung, xót thương người tôi tớ Chúa đây là linh hồn người thân yêu của chúng con
đã được Chúa thương gọi ra khỏi thế gian về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin cho chúng con, những người đoàn tụ quây quần nơi đây, cũng được diễm phúc như linh hồn này để kết lời mừng vui ca hát. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân giấc mơ trên miên. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô tôi thần vinh phú. Giấc mơ miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô tôi thần vinh phú. Hồn người quá cố, chúng con xin mẹ Maria nâng đỡ, chở che và cầu bầu cùng Thiên Chúa. Xin Ngài sớm đưa linh hồn người quá cố về thiên đàng hưởng phúc muôn đời, như lòng tin tưởng, yêu mến, trung thành, phó thác mà người quá cố đã đặt nơi mẹ Maria suốt đời. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con và linh hồn người quá cố. Mẹ ơi con yêu mẹ,
trong tình yêu mẹ. Chúa là nguồn vui, là niềm hy vọng, là chốn cậy trông. Ai tin tưởng nơi Chúa, cậy trông nơi Chúa sẽ chẳng bao giờ bị hổ thẹn và thất vọng, mà sẽ được hoan lạc, mừng vui muôn đời trong Chúa. Cùng linh hồn người thân của chúng con đã được Chúa gọi ra khỏi thế gian, thân xác còn nằm nơi đây, chúng con đi tìm Chúa. Chúng con chạy đến với Chúa. Xin Chúa hãy dang rộng vòng tay thân ái, âu yếm, đón nhận, thứ tha, giải thoát khỏi tội lỗi, đón nhận linh hồn này. Và cả chúng con nữa. Cho đến ngàn thu con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Tình Chúa thương cho lòng tôi rào rạt. Tình Chúa thương như đại dương bát ngát. Như nắng ấm như ánh lửa bếp hồng. Làm cho tôi sẽ ngất ngây trong lòng. Từ bây giờ cho đến ngàn thu con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Ngày tháng năm tôi hằng mơ một điều, ngày với đêm tôi cầu xin thắm thiết là xứng đáng vui sống nhà Chúa trời. Giờ cho đến ngàn thu con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Con hát ca và tán dương
mãi mãi. Nơi Chúa có muôn ánh lửa sáng ngời, ngàn ân phúc xuống cho tôi suốt đời. Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Đường Chúa ban ân tình thánh diệu vời, đường sướng vui trong tình thương đắm đuối. Xin Chúa dẫn con đến nguồn suối lành, và xin Chúa dẫn con đi đến cùng. Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu, mà đưa linh hồn thân nhân chúng con qua chốn luyện hình. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh, mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nấu vô cùng đớn đau. Xin Chúa hãy thứ tha những lỗi lầm, những vướng mắc cho linh hồn người thân của chúng con, cũng như cho cả chúng con nữa, những người còn sống đang quây quần nơi đây để cầu nguyện và tiễn biệt linh hồn người mới qua đời này. Xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi, để từ bây giờ cho đến ngàn thu, linh hồn này sẽ reo vui, mừng hát, tán dương tình thương bao la của Chúa. Xin cho con luôn sẵn sàng, để khi Chúa đến gõ cửa gọi, con sẽ thưa cùng Chúa. Lạy Chúa, này con đây, xin Chúa phán đi. Xin cho con được kính lạy Chúa lần chót, trên dương gian, trên mặt đất này. Khi Chúa gọi con ra đi, hành trang con có để đến với Chúa không phải là những chín lợi phẩm, danh vọng, của cải, chức quyền, mà là những thất bại ê chề cùng muôn nỗi sầu vương vấn con đang mang trong cuộc sống nơi trần gian. Nhưng con không để Chúa về tay không. Con xin hiến dâng cho Chúa mạng sống con với tất cả những gì con có là con. Người đến cùng ta trong lúc ta nào ngờ, đến cạnh ta trong lúc ta dại khờ, rồi người lại đến khi con tim hững hờ, và người lại đến trong hồn ta lỗi nhớ. Ngày đó lòng ta luôn ngất ngây đợi chờ, người đến lòng ta thôi phút giây dại khờ. Ngày người tìm đến lúc thôi hững hờ, để rồi người đến cho ta trọn niềm ước mơ. Êm như làn mây người đến trong cơn gió nhẹ, gió kia từ đâu thổi đến đâu nào ai biết, mang theo trong hồn ta hạnh phúc ta mơ mỗi ngày. Đến trong lòng ta uy nghi cả cõi thiên đường, ôi cao vời cao tình Chúa yêu thương con người. Đất kia trời kia xa cách muôn trùng xa cách, ôi nay con làm chi đền đáp biết sao cho vừa. Mãi luôn đời con tri ân tình Chúa thiên đình.
tiếng lòng ta đang ngất say hận thù. Người đến tìm ta trong bóng đêm lao tù, rồi người lại đến đến trong cô đơn u sầu, và người lại đến đến khi hồn ta đớn đau. Người đến cùng ta, người xóa tan hận thù, bừng sáng niềm tin trong bóng đêm lao tù, để rồi từ đây hết đi cô đơn u sầu, bình an lại đến đến cho lòng thôi đớn đau. Êm như làn mây, người đến trong cơn gió nhẹ, gió kia từ đâu thổi đến đâu nào ai biết, mang theo trong hồn ta hạnh phúc ta mơ mỗi ngày, đến trong lòng ta uy nghi cả cõi thiên đường. Ôi cao vời cao, tình Chúa yêu thương con người, đất kia trời kia xa cách muôn trùng xa cách. Ôi nay con làm chi, đền đáp biết sao cho vừa, mãi luôn đời con tri ân tình Chúa thiên đình. Sung sướng và hạnh phúc biết bao khi những ước mơ đã trở thành hiện thực, đã tới với những người được Chúa gọi đến trình diện Ngài, được Ngài cho hưởng phúc ân tràn trề, được sống trong nhà Ngài không phải một ngày mà mãi mãi muôn đời. Xin cho linh hồn người thân của chúng con đây sớm được hưởng diễm phúc ấy. Diễm phúc của người được sinh ra trong Chúa, sống trong Chúa và chết trong Chúa, từ khi chào đời, vào đời cho đến khi lìa đời, do chính bàn tay nhân ái của Chúa thương yêu đón rước. Chúa bao ngày tháng con thầm mơ ước, tìm về bên Chúa nguồn vui rồi an hòa. Nay rừng luôn khát khao, luôn khát khao dòng nước, ước mong về, hằng ước mong về, về bên suối trong. Lạy Chúa bao ngày tháng con hằng mơ ước, tìm về bên Chúa nguồn vui rồi an hòa. Lữ hành nơi khách lưu, nơi khách lưu sầu nhớ, ước mong về, hằng ước mong về. Chúa bao ngày tháng con hằng mơ ước, tìm về bên Chúa nguồn vui suối an hòa. Vâng, lạy Chúa, từ khi còn trong lòng mẹ, lúc chào đời, rồi đến khi khôn lớn, trưởng thành, bước vào đời để sống với đời, cho đến tuổi già và cả đến giờ hấp hối lâm chung, phút tắt thở, lúc lìa đời, không một giây phút nào con người có thể tự sống mà không có bàn tay quan phòng, che chở, đỡ nâng, dìu dắt của Chúa. Thì lạy Chúa, giờ đây linh hồn người thân yêu của chúng con, thân xác còn nằm đây để chờ giờ được chôn vùi dưới lòng đất để tiêu tan, trở về với cát bụi, nhưng linh hồn đang trình diện trước mặt Chúa. Làm sao tránh khỏi những vướng mắc, những thiếu sót chưa kịp đền trả? Chúng con xin Chúa chớ chấp tội lỗi, hãy đón nhận và nhìn linh hồn này bằng con mắt đại từ bi và khoan dung vô cùng của Chúa. Xin Chúa hãy lắng nghe lời cầu xin của chúng con và thân bằng quyến thuộc của linh hồn này, cùng những tôi tớ của Chúa giờ đây còn đang lưu lạc chốn trần gian, đầy bất xứng, tuy chẳng đáng,
nhưng cậy vì lòng từ bi của Chúa cho linh hồn này được tha hết các phần phạt nơi luyện ngục và được về quê thật là nước thiên đàng, hưởng nhan Thánh Chúa đến muôn đời. Sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhầm lần. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững ngàn thu, nhưng Cha khoan hồng thứ tha khiến muôn dân luôn tin thờ. Từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhầm lần. Con luôn trông cậy Chúa ơi, hồn con tha thiết cậy tin. Con luôn trông cậy Chúa ơi, vững tâm tin lời đoàn. Vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhầm lời. Sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhầm lời. Hơn quân canh đời ánh dương, hồn con trông Chúa nào ngơi. Hơn quân canh đời ánh dương, ít riêng mong đợi Chúa trời. Vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhầm lời. Nơi ra về tràn thánh ân, tràn ơn cứu thoát hiền linh, ra về sẽ chuộc in riêng cứu cho thoát khỏi tội tình. Vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhầm lời. Là đấng hay tha thứ, nhân hậu và từ bi, chậm thịnh nộ và giàu từ tâm. Cậy vì lòng Chúa nhân từ, xin hãy lắng nghe tiếng linh hồn người mới qua đời và chúng con tha thiết kêu lên cùng Chúa. Xin hãy lấy máu thánh của ngôi hai con Thiên Chúa mà rửa cho sạch hết các vết nhơ tội lỗi, cho linh hồn này được nên trong sạch trước mặt Chúa. Nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết ăn năn kêu vàng lạy Chúa, xin du thương ban xuống niềm tin ấm u cho tâm hồn. Lạy Chúa xin thương con theo lương từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lân tuất vô bờ. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con.
ăn năn kêu vang, lạy Chúa xin du thương, ban xuống niềm tin ấm u cho tâm hồn. Ở ngay bên thiên nhang, con phạm tội nhớ nhầm, Chúa luôn công chính từ nhân khi người tuyên án nhân loại. Nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu vang lạy Chúa Giêsu thương, ban xuống niềm tin ấm u cho tâm. Nguyện cho người quá cố, chúng con cũng nguyện xin Chúa thương ban muôn ơn xuống cho những người còn sống là thân nhân của người quá cố. Lạy Chúa toàn năng hằng hữu, ai trông cậy Chúa như lời Chúa đã hứa sẽ không bao giờ phải thất vọng. Chúng con xin Chúa đoái thương, nhìn đến gia cảnh người anh em chúng con đang u sầu vì người thân thích vừa ra đi. Xin Chúa an bài và bù đắp vào chỗ trống trong tang quyến bằng những ơn lành tốt đẹp tràn trề. Mong tìm Chúa hãy vững tâm và mừng vui trong Ngài. Ai mến yêu ơn dài hoan, nào cũng nói Chúa vĩ đại nhường bao. Con kính lạy Chúa trời nguyện đến giúp con. Vạn lạy Chúa xin mau cứu trợ con, xin cho những người muốn mưu hại con phải điều đứng và hổ ngươi. Ai mong tìm Chúa hãy vững tâm và mừng vui trong Ngài. Ai mến yêu ơn dài hoan, nào cũng nói Chúa vĩ đại nhường bao. Trong lúc còn khốn cùng bọn chung sương vui, vạn lạy Chúa xin xua chúng chạy lui, xin cho những người nói cười hạ hê, bị tua ngã, bị nhào chê. Mong tìm Chúa hãy vững tâm và mừng vui trong Ngài. Ai mến yêu ơn dài hoan, nào cũng nói Chúa vĩ đại nhường bao. Trong bài tin mừng sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về ý nghĩa cao siêu của cái chết. Cái chết đến biến hóa con người tương tự như biến hóa hạt giống tốt để trổ sinh nhiều hạt giống mới khác. Bài tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa dạy các tông đồ rằng đã đến giờ con người được tôn vinh. Quả thật ta nói với các con, nếu hạt giống gieo xuống đất mà không biến đổi thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó biến đổi đi thì nó sinh ra nhiều hạt khác. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai hy sinh sự sống mình ở đời này
thì sẽ giữ được nó đời đời. Ai phụng sự ta, hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, Cha ta sẽ tôn vinh người ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Cùng nhau chúng ta suy niệm những ý nghĩa trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Thứ nhất, cái chết của Chúa Giêsu Kitô và của chúng ta là một mối lợi, là vinh dự cho Ngài và cho chúng ta, bởi vì nhờ cái chết mới đem lại nước trời cho nhiều tín hữu. Thứ hai, ai vì Chúa mà chấp nhận hiến mạng sống mình, vui lòng chấp nhận những hy sinh lớn lao như cái chết, thì chắc chắn sẽ được sống đời đời. Vì Thầy Chí Thánh đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết, thì chúng ta cũng vậy. Hãy vâng theo thánh ý Chúa, đón nhận mọi hoàn cảnh vui, buồn trong cuộc sống trần gian do Chúa gửi tới. Thứ ba, ai phụng sự Chúa Giêsu Kitô thì hãy tin rằng Ngài ở đâu họ cũng ở đó, và được Chúa Cha yêu thương và tôn vinh nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Những người Cha đã ban cho con muốn rằng con ở nơi đâu thì chúng cũng được ở đó với con, hầu chúng được chiêm ngắm vinh quang của con, hầu chúng được chiêm ngắm vinh quang mà Cha đã ban cho con trước khi tạo thành nên thế gian. Đây cõi trần từ lâu Cha đã yêu cho nhập bầy chiên, giờ đây chúng con thiết tha thưa với Cha, xin Cha mau dẫn đưa tôi tớ hèn này đến vinh quang với con Cha. Lạy Cha, những người Cha đã ban cho con muốn rằng con ở nơi đâu thì chúng cũng được ở đó với con, hầu chúng được chiêm ngắm vinh quang của con, hầu chúng được chiêm ngắm vinh quang mà Cha đã ban cho con trước khi tạo thành nên thế gian. Cha đã yêu thương con từ muôn đời, từ khi chẳng với sao chưa được dựng nên. Lạy Cha chí công, thế gian không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết Cha đã sai con. Những người Cha đã ban cho con muốn rằng con ở nơi đâu thì chúng cũng được ở đó với con, hầu chúng được chiêm ngắm vinh quang của con, hầu chúng được chiêm ngắm vinh quang mà Cha đã ban cho con trước khi tạo thành nên thế gian.
chăn bầy trên này, thì con lo lắng sao chúng được đầy no. Giờ đây hỡi cha, chủ chăn, xin chở che thay con đưa chúng đi trong cõi đời này, đến nước cha hưởng yên vui. Và bây giờ chúng ta hãy thành khẩn dâng lời cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng đã cho Chúa Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, đổ tràn muôn hồng ân của Ngài xuống cho những người còn sống cũng như những người đã chết. Lạy Chúa, xin cho linh hồn người quá cố của chúng con xưa kia đã nhờ phép rửa tội, đã tiếp nhận mầm sống vĩnh cửu, được họp đoàn cùng các thánh nam nữ trên trời đời đời. Chúng con nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn người quá cố này đã lãnh nhận mình máu Thánh Chúa Kitô là của ăn hằng sống, được Chúa cho sống lại trong ngày sau hết. Chúng con nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn những người anh em, chị em và những người thân thuộc của chúng con đã qua đời, được Chúa thương thưởng công bội hậu trên nước hằng sống. Chúng con nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin cho mọi người đang an nghỉ trong niềm hy vọng được phục sinh, được diễm phúc đời đời chiêm ngưỡng tôn nhan Chúa. Chúng con nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin cho anh chị em chúng con đang họp nhau nơi đây trong niềm tin, cậy và mến yêu Chúa, được Chúa cho đoàn tụ trong nước vinh quang của Chúa đến muôn đời, vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô với lời cầu bầu của mẹ Maria. Chúng con nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin hãy lau khô nước mắt, cất đi nỗi buồn phiền, bù vào chỗ trống trong tang quyến, mà ban cho mọi người trong tang quyến được dồi dào niềm an ủi, niềm vui, tràn trề hy vọng trong cuộc sống hiện tại cũng như tương lai. Chúng con nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin hãy giảm bớt các hình phạt và đưa các linh hồn mồ côi còn đang bị giam cầm nơi luyện ngục được về hưởng nhan Thánh Chúa muôn đời. Chúng con nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu, mà đưa linh hồn thân nhân chúng con qua chốn luyện hình. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh, mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nấu vô cùng đớn đau. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thay mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu, mà đưa linh hồn anh em chị em chúng con qua chốn lưu đày. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh, mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nấu vô cùng đớn đau. Lạy Chúa, chúng con tin rằng chết không phải là hết, nhưng qua cái chết con người sẽ được sống muôn đời.
Xin Chúa thương cho linh hồn người thân của chúng con mới qua đời được sống muôn đời. Cả chúng con nữa, những người còn đang sống nơi trần gian cũng được hưởng diễm phúc ấy. Chúng con nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh. Chiều nàng đời quang phong Siêu Philato, chiều đóng đinh trên cây thánh giá chết và tan xa, xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Maria là mẹ ngôi hai Thiên Chúa, là mẹ của toàn thể nhân loại chúng con. Chúng con cậy nhờ lời cầu bầu của mẹ lên cùng Thiên Chúa, cho linh hồn người thân của chúng con mới qua đời được Chúa thương tha thứ mọi tội lỗi, những vướng mắc khi còn sống nơi trần gian, được về cùng mẹ hưởng nhan Thánh Chúa trên nước hằng sống là quê thật trên thiên đàng. Vì mẹ là nguồn cậy trông, không một ai đến kêu cầu cùng mẹ lại phải về không. Mẹ hãy nhận lời chúng con, mẹ nhé. Mẹ ơi, bao người lạc bước lưu đày, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Đoàn con xin mẹ, mẹ hãy thương tình, dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời. Mẹ nguồn cây trông, chưa thấy ai xin mẹ về không. Tới mẹ Thiên Chúa, xin hãy lắng nghe con nài vang. An vui, ôi nữ chính là nguồn an vui.
lầm lời. Và bao nhiêu người lạc hướng trên đời, liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm. Đoàn con xin mẹ dọi ánh huy hoàng, nguồn sáng tin yêu, yêu mẹ tin Chúa Trời. Mẹ nguồn cây trông chưa thấy ai xin mẹ về không. Ơi mẹ Thiên Chúa, xin hãy lắng nghe con nài vang. Mẹ nguồn an vui, ôi nữ chính là nguồn an vui. Hết tình kêu khẩn, con tin chắc mẹ thương nhầm lời. Sau cùng, chúng ta hãy nghe lời chào vĩnh biệt và những lời trăn trối cuối cùng của người ra đi nhắn gửi chúng ta. Ngõ hầu khi còn có thời gian và cơ hội, chúng ta sẽ sống và thực thi những gì người ra đi nhắn nhủ. Để lại anh em đôi lời yêu thương nhau mãi mãi anh em. Xin vĩnh biệt mọi người, tôi ra đi lần cuối không bao giờ trở lại. Nhận được từ anh em nhiều hơn là tôi đã trao cho. Xin để lại anh em mối tình yêu thương nhau mãi mãi thay tôi. Kính thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua, chúng tôi đã được hân hạnh cùng quý vị hợp giọng, chung lời, tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa, cầu nguyện cho linh hồn người thân quý vị đã được Chúa thương gọi ra khỏi thế gian, về cùng Ngài hưởng phúc vinh muôn đời. Trong khi cầu nguyện và tiễn biệt người quá cố, thiết tưởng quý vị không quên cầu nguyện cho chính mình và những người còn sống xung quanh quý vị, sẵn sàng hành trang về nước trời như những người đã đi trước. Đến đây, chúng tôi xin tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những cuốn băng suy niệm kế tiếp.
Nguyện xin tình thương, niềm vui, bình an của Chúa luôn ở cùng quý vị và gia đình đến muôn đời.